Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Này thì Mauji cũng cái hướng đi về Vale và có vẻ là cũng sẽ khá khó khăn, nhưng bên này có pha giao tranh đầy. Cerberus cùng với đó là Golden Cat chạm trán với nhau, đổi mạng rất nhanh đến từ cả hai bên, nhưng Cerberus có vẻ đang hơi tan vỡ rồi. Zigu cùng Brazil là những người còn lại, và bây giờ là Zigu bắn chỉ mất đi một chút ít máu của Six Sack mà thôi. Bây giờ anh ta sẽ cố gắng gạt đi cái tên của Tinoi nhưng cũng sẽ là khó thôi. Một cái khoảng tường nho nhỏ và bây giờ thì Zigu cũng nằm lại rất nhanh, bởi đó là Six Sack. Cái tên cuối cùng là Brazil. Anh ta có muốn tiếp đến cái giao tranh này hay không, hay sẽ là chủ động muốn sủi đi, nhưng có vẻ là anh ta muốn tiến đến rồi. Gạt đi được cái mạng của Six Sack. Nhưng ở một diễn biến khác thì các thành viên của Kill Confirm đã có các thành viên Victim. Chibrit vừa bị gạt giò bởi Spitty, và bây giờ thì Brazil làm tốt hơn. Six Sack sẽ là người ra đi bởi các thành viên Golden Cat. Bây giờ cũng chỉ còn một người mà thôi, và Cerberus cũng vậy. Họ sẽ không muốn lên xe cùng với SD về một tình huống mà sấy xe nổ, coi như cũng là toang. Vì rõ ràng địa hình ở khu vực này là cực kỳ hiểm trở, xe cũng không thể phi với mắc cái tốc độ tạo ra được. Bây giờ là top 1 server bắn về vị trí inside, nhưng bên cạnh đó thì Godmia cùng những người đồng đội đã làm tốt rồi. Mauji Esports dừng lại cuộc chơi ở top thứ 16 khi mà Godmia cùng SD đang là những người làm rất tốt. Kỳ vẫn chưa phải nằm, tiếp tục có những tình huống counter net. Và bây giờ thì các thành viên của bên Divine mất đi Turtle rồi. Vicky đổi được mạng của Rosie, tất vật liệu có mạng thứ hai không đây? Nhưng câu trả lời là không. Yoshi Munburi là người bắn tốt hơn, và những người đồng đội còn lại của Nicky cũng là Turtle đâu rồi. Namsi và Levit bây giờ mới bắt đầu đẩy xe sang. Một làn khói được trả ra đến các thành viên của MSC Terraton, và bây giờ thì Divine vẫn còn net trên người của Namsi nha. Levit đang đẩy chiếc xe bán tải lên sang rồi, nhưng đó là DIC bắn treo sang chứ không phải là MSC Terraton. Cố gắng trả thêm smoke và lấy thêm phạm vi di chuyển, nhưng nó là quá khó khi đây là một vị trí rất xấu dành cho các thành viên của Divine Esports. Furious Taylor cũng dừng cuộc chơi tại đây, nhưng MSC Terraton vẫn còn lại những người ở ghế cái hõm này. Anh Quân đã táp tốt, và Yoshi Minmori đang phải nằm ôm bụng, có lẽ cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Đây là cơ hội để cho DIC có thể ập xuống và có cho mình thêm những cái kill hạ gục nữa, nhưng bây giờ ba Hawk Gaming, cái tên cuối cùng Mr. Chan cũng đang chọc ngoáy, và cả DIC nữa sẽ là trả thêm nhiều khói nữa để cố gắng cứu lại người đồng đội của mình. Nhưng bây giờ thì Enfracker nằm lại bởi anh Quân. DIC trong game thiếu này họ đang bắn rất bay, đã có khá nhiều kill thi đấu rồi, và bây giờ MSC Telethon cũng dừng cuộc chơi ở top 8 khi mà các thành viên của DIC đang có sự liên kết là cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ thì DIC không xong rồi, họ biết căn nhà này là một căn nhà đẹp đang ở trong bò, và ngay lập tức anh Quân bắt đi được vị trí của bà Siêu. Severus dừng lại ở vị trí top 7 và tiếp tục thì anh cùng chờ đợi xem nào. Victim Rise bị bắn chéo xa với các thành viên bên phía DIC, và đó là cơ hội thuộc về đội bên phía Kill Confirm. Hướng di chuyển này là khó, nhưng trước mặt là có quá nhiều khói. Bây giờ táp tỉa đến từ Cloud, Monty của Canet đang phải nằm lại rồi, bắn là cực kỳ rát, nhưng đó là mạng KS hàng đến từ Maan của E365. Quá là khó chịu, nhưng thời điểm hiện tại DIC đang có cho mình là 10 kill, 74L1 thì Khải ta đang check qua từng cái bụi cỏ một, nhưng bây giờ thì bắn là tốt, nhưng có lẽ đã dính một chút flash rồi, hơi trắng màn hình, chủ động nằm xuống để chờ đợi thôi. Bây giờ thì Kill Confirm cũng đang tan vỡ ở đây khi 365 có tình huống lên tiếng, và một vài cái tình huống gạt gió từ anh Quân, cùng với đó là Cloud đã có cho mình thêm những cái mạng hạ gục nữa. Tổng 13 kill đang là dành cho DIC, và con số này có lẽ nó vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Tiếp tục là 74L1 với khẩu Rosa của mình, và đó là một pha sấy tốt, knockout được cái tên Van Dan. Rồi bây giờ thì Eagle Sentinel Shooter, họ là team còn nhiều người nhất, và nếu như các thành viên của DIC có thể bắt đi được Eagle Sentinel Shooter thì đây sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên bên phía DIC, chắc chắn là như vậy. Tiếp tục là khẩu Rosa trên tay của 74L1, nhưng đó lại là một tiếng sấy lôi cho bộ đội bên phía DIC kia mình, và DIC bắt buộc phải bỏ lại cái cánh này mà thôi. Nhưng B2 vừa nâng cao được vị trí của Jaxi, đây rồi, đã có sự hỗ trợ đến là cái tên B2, và lợi thế chắc chắn sẽ thuộc về các thành viên bên phía DIC kia mình. Đây là điều mà họ mong muốn nhất, và sau đó thì các thành viên bên phía DIC có thể bình tĩnh lại hơn được. Nhưng Van Dao và knock out chính xác là confirm được mạng của B2 rồi, nhưng trước đó B2 cũng đã làm được mạng của Jaxi. 3v2 nhìn thấy rồi, biết rằng đối phương chỉ có thể ở trong quả smoke này mà thôi, không việc gì phải vội vàng đến các thành viên bên phía DIC cả. Cloud vừa phải nằm xuống, bây giờ DIC, ôi trời ơi, anh Quân bị knock out rồi, và lợi thế lại được chuyển hướng dành cho các thành viên của bên phía team Eagle Sentinel Shooter. Những cái lon nước cuối cùng của 74L1 nữa, giáp thì cũng đã vỡ rồi, nhưng có vẻ như các thành viên bên phía Eagle Sentinel Shooter họ vẫn chưa biết được vị trí của 74L1 chính xác là ở đâu. Cực kỳ là hấp dẫn ở vòng phây cuối cùng, cái tên 74L1 sẽ phải làm tất cả, và như vậy là lộ vị trí rồi, chủ động để đổi cánh thôi. Bây giờ là cái tên tiếp theo, 74L1 bắn yếu được và ma nằm xuống, còn lại cái tên cuối cùng của E365 đó là Vandal cũng đang yếu máu. Đây là cơ hội dành cho DIC, và top 1 gọi tên các thành viên của DIC Gaming. Đây rồi, top 1 đã dành cho các thành viên của bên phía DIC Gaming với tổng cộng là 15 kill.